Đi ra kho phương tiện tìm anh Hiếu Nhím ơi. Alo alo. Ok Nhím ơi, Nhím ơi, Nhím ơi, sao đây, sao đây, sao đây? Mẹ ơi. À mẹ em đang sửa điện. Đừng có nghịch anh Quang ạ. Trời ạ. À. Cái ổ điện này em biết sao không? Nó ở ngoài trời mà nó hay bị mưa ấy, nó bị rò rỉ. Hôm trước sếp cũng bị giật ở đây đấy. Ông đang không thấy sếp bị vàng hết em tóc à? Em biết đâu. Tự nhiên em thấy gara mình nó bị chập điện nên em đã sửa ấy chứ. Hop nó có bán đâu. Xe này kiểu gì nhìn vẫn giống kiểu đẹp nhá. Vâng anh, trông khỏe, trông thể thao hay là ấy nhỉ? Nhưng mà chỉ có vấn đề chạy mà hơi lởm. Nhưng mà em chạy công an hơn thì gì đó. Anh đừng nói là chạy hơi lởm. Sắp tới xe này được update rồi. Anh yên tâm là nó sẽ hết lởm luôn. Bởi vì là mấy con xe này về đang bị lỗi mà anh Hiếu. Tất cả luôn, con nào cũng thế, kể cả là siêu xe nó cũng chỉ chạy được như con này thôi. Mấy ngày này anh đéo kiếm được tiền quá thì mất tiền mà. Em thế, mấy ngày này có kiếm được đồng nào đâu anh. Trời ạ, đen dã man luôn á. Đâu rồi, xem ngân hàng có được tiền. Ôi trời ơi. Anh bắt đầu tuần với 90 ngàn, anh kết thúc tuần với 70 ngàn. Anh chạy xe thấy mẻ luôn. Ok à, thế thì bao giờ anh Hiếu mới trả nợ được đây? Anh tưởng lấy lương là cái này trả nợ được cho em rồi. Lấy lương nhưng mà lương hình như lại để vào mua xe máy hay sao ấy. Lương thằng kia nó không ký về anh em cái sự cần thiết của anh em. Có mấy anh em đang đói chết mẹ luôn, đâu có ai cũng giàu đâu. Anh cần cái xe máy làm éo gì. Cái mà lì. Mà bây giờ không lấy xe máy thì nó kêu là không đồng bộ, không chung, không như bài tiết với lại anh không, em. Không đi cùng với anh em. Ừ, thế là anh lại đi ra có 12 nữa, anh một mình anh không lấy lại sợ hơi. Bây giờ anh lấy thì anh kéo cần mà anh còn đang mắc bán nợ. Nó không nghĩ về anh em tí gì luôn. Anh không thích mẹ luôn à. Ờ cái này có chỗ rửa xe luôn à. Nó đang chưa fix lại anh ơi. Hết hôm nay fix lại. Chiều hôm nay fix lại xóa chỗ là không. Xóa chỗ này đi à. Ui dồi ôi. Không ai biết đâu. Gì? Không ai biết thật. Chẳng ai biết đấy. Bí mật thật chứ. Bí mật mà, có ai biết đâu. Bí mật chính giữa 3 anh em thôi nhá. 3 anh em biết nhá. Biết thôi nhá. Ừ, không ai biết cả. Đừng nói cho ai nhá. Nói làm chó luôn. Go go. Ok. Kìa, sao anh đã nói rồi. Ừ, anh làm sao nhỉ? Anh đang quay vlog cái mà đi. Không ai biết. Chính đấy là mình không nói là được. Không nói, không cần nói ra thôi mà phải phát câu thôi mà. Phát câu không ai nhắc tới là được. Good car, very impressive. Ây da. Bây giờ nói câu nha, bắt đầu nhá. Đếm đi. 1, 2, 3. Cái của mình bị lỗi, cái của anh bị lỗi. Lỗi cái gì vậy anh? Lỗi gì cơ? Lỗi gì? Cái mắt nó không hiểu ơi. Mắt nó không hiển xanh. Bật góc nhìn thứ nhất. Sao dùng góc nhìn thứ nhất đi, đèn nó mới hiển xanh. Lên trên này Hiếu ơi. Đi anh Hiếu nhanh. Anh lỡ rồi, đang lỡ rồi. Cho tay tông vào đó. Lục đi. Đi. Cay thế nhờ, mém nữa. Mẹ người ta có lên nhờ hay là mình làm nốt, làm tiếp. Nốt đi xa lắm. Nghĩ là người ta cũng lên đấy. Ở bãi cá. Mà mình bình luận hơi lâu. Bãi cá người ta lên đấy. Không suy nghĩ, làm luôn đấy. Thế chạy một người phát chạy lên kia, phát lên chạy lên cái trên kia. Em chưa cướp được luôn. Chưa cooldown. Đi lượn một vòng rồi quay lại. Cooldown mà đi. Mang lên điều tra ok. Bằng chứng ngoại phạm các kiểu đầy đủ. Đây luôn thì sao? Lại còn phải hỏi nữa à? Anh Hiếu ơi. Chưa. Làm đi. Ừ,
Ui đi. Đấy, con cặc rồi, ăn cặc rồi. Rồi. Chạy nhá, chạy nhá, chạy nhá. Lên xe nhá. Về làm gì ở đây nhỉ? Sao ấy nhỉ? Sao đây Lâm ơi? Alo. Gì ở đây đấy? Alo. À đang đút tiền vào gửi xe mà sao đây Lâm? Thì hiện tại vừa thấy thông báo là có cướp đồng hồ đỗ xe ở khu vực này. Em. Xin thưa với sếp là em lỡ tay bấm vào cái cướp đấy thì em là người gây ra vụ việc này sếp ạ. Còn anh là người đã vô lý thế nhỉ? Anh được cướp ạ? Vâng. Vậy thì chào anh nhé. Tôi là Lâm Hoàng Đơn, tới từ phòng cảnh sát CCTV. Thế thì con tôi đang đi tuần trên khu vực này thì tự nhiên mẹ thấy có hiện đồng hồ cướp cái đồng hồ đỗ xe bị bóng ấy là cướp. Dạ vâng, thực ra là bọn em đang đi lên trên bãi gỗ. Thế là đi ngang qua đây, thế là định xuống là vào thay quần áo, phải xốc quần áo ngay trên kia, sếp. Thế là định đỗ xe, thế là vào đây, anh em bảo là vào gửi tiền ở trong cái đồng hồ này thì mới gửi được tiền, thì mới đỗ được xe. Ô, sếp ơi, bây giờ mình tạm thời mình có thể đỗ xe gọn vào đường được không ạ? Ngồi đi xe nhá. Địt mẹ, đang bước xe lên thì thằng lồn phát nó choi nhoi lên ghế một. Cay thật. Quả đấy nhìn thấy mặt tôi rồi, tôi định đeo mặt nạ nhưng mà bấm gõ nhầm. Thì cứ xuất trình căn cước công dân với bằng lái xe giúp tôi. Dạ đây ạ. Vâng. Ờ đúng rồi, anh vừa rửa xe đúng không? Ở đấy thì bọn tôi đang đi dạo đi chơi tí mà. Thế là anh em bảo là vào đây anh kiểm tra cái đồng hồ, gửi tiền các thứ đi. Có báo lên báo cướp nên là trường hợp này thì không thông thể ấy được. Dạ vâng, không thì em thừa nhận mà. Em thừa nhận là em có bấm vào cái trộm cái đồng hồ đấy mà, nhưng mà cũng kỳ bấm vào thì cũng kiểu chưa làm được gì ấy, thì anh đến đấy. Anh đến bất chợt thôi. Anh giơ hai tay lên đứng sát vào xe để tôi một sát rồi. Dạ. Ờ thế à? Ờ. Anh cứ lục đi. Trong người anh có hai túi tiền bẩn nhé. Còn hai cái lockpick. Cái lockpick thì tôi sẽ không thu, nhưng tiền bẩn tôi sẽ thu. Dạ. Theo luật của thành phố ấy, thì anh đã vi phạm vào lỗi là trộm, chặn cắp các vật và tàng trữ tiền bẩn. Dạ vâng. Mức phạt của anh là 1.750 đô ấy. Dạ. Thế anh cho em xin cái hóa đơn với ạ. Ai cũng hợp tác nhanh thì tốt lắm. Dạ vâng. Sẽ tính chắc được biết hóa đơn. Dạ. Anh ơi. À, mã định danh đó là bao nhiêu được? 128 sếp ơi. Anh nhận được chưa nhỉ? Dạ, em nhận được rồi sếp ơi. Em vui lòng thanh toán trong ít nhất 3 ngày nhé. Hoặc là thanh toán luôn nhé. Dạ. Đây để em thanh toán luôn sếp ơi. Wow, em cảm ơn sếp nhá. Em xin phép ạ, em thanh toán rồi sếp ơi. Tôi nhận được rồi. Dạ em đi đây sếp ạ. Mày hai anh em phế thế thì mẹ lên xe thôi, không lên được. Cái thằng lồn phát này anh, nó tự nhiên nó trồi lên ghế một đấy chứ. Mày chạy sang bên kia. Mày chạy sang bên kia rồi mày ấn thì nó sẽ lên ghế bên kia. Mày chạy sang bên kia lúc đấy xe. Cả cuống sao mà ấn được. Đố mẹ, mày chạy mẹ lên ghế một thì làm sao tao lên được. Mà anh em lại còn đéo đeo mặt nạ nữa thì lúc đấy chạy thì người ta cũng biết rồi, anh hiểu không? Thì lúc đấy chạy làm cái gì? Lúc đấy là em xuống em nộp phạt thôi, là chỉ có một mình em bị nộp phạt thôi. Bây giờ việc đầu tiên thì anh em mình kéo qua cái quần áo kế bên mua cặp mặt nạ nhanh đi. Em có mặt nạ mà anh không có à?
Anh không có, anh không có, đây là quần áo đi làm ạ. Ồ, mình không đeo mặt nạ, thế cho nên là con chạy thì cũng thế. Thế xong rồi thêm cái nữa là đi, em đang định lên xe thì ông phát em tức là em bấm em đeo mặt nạ nhanh. Thế xong rồi đang định lên xe thì anh cài phím tắt đi. Nhoi đừng có viết viết lệnh nữa. Nhà mình có bao nhiêu sắt của ta? Anh em còn mấy ngày nay làm được bao nhiêu? Thì gom vào em làm được gần 70 cái, 80 cái. Làm gì anh? Đấy thì bán làm tái chế đây. Cái việc sao đáp có xe ở đây. Bây giờ chắc nhất là đây. Đây rồi. Xe màu hồng nhìn quen quá nhờ. Xe màu hồng khác. Thằng Leo Kim. Bây giờ lấy tạm một con kia trước đi. Ok. Mày ra đi đâu đây? Ơi, đang đi dạo thôi, đang đi chơi thôi. Đi chơi. Trải nghiệm được cuộc sống nhỉ? Anh chào anh. Lang thang à? Ôi rồi. Ôi yeah. Đây nhỉ? Ôi rồi ôi. Mới đi thay đổi phong cách. Mới bị sét đánh à anh? Được rồi, cưng quá nhỉ? Em nói thật nhá. Em mà nhìn xuống, nhìn quen em lắm luôn á. Em nhìn cái tóc này đâu đó rồi. À thế hả? Dạ đúng, tóc này bây giờ gọi là hot trend đó anh. Tóc này trông giống lông mách tôi thế nhỉ? Không có mì tôm nè. Giống khoảng 90% luôn đó anh. Giống khoảng 90% luôn đấy. Nè. Đẹp lắm, em thích, anh giữ kiểu này nha. Đừng đổi. Úi giời ơi. Đây để anh giúp, em đổ xăng à em. Ôi rồi em ơi. Ơ kìa, em ơi đâu? Lần sau để bọn anh đổ cho. Em ơi. Lần sau để bọn anh đổ cho nhá. Em đi đâu đây? Em đi về thành phố ạ. Em vừa làm phố à? Trời ơi, lần sau để bọn anh đổ xe cho. À đổ xăng cho. Không đi với ấy là đi không đi. Alo. Anh có sửa xe không anh trai? Anh có đang ở đâu đây? Đang ở gara rồi anh ơi. Đang gara. Bây giờ đợi tí đang ở trên tận trên sa mạc cơ. Lại mật vụ à? Chín 49 à? Đi anh Hiếu ơi. Đi đổ xăng cái em quay lại. Hai anh em làm cùng nhau nhá để tránh trường hợp là người xong trước người xong sau ấy. Chưa anh Hiếu ơi. Chưa thấy ai nha. Vô đây. Phát này, làm nhanh còn lại phát này. Phát sau nha quan. Ok anh ơi. Vô chưa phát, giá chung phát đây, đợi em nè. Làm đi. Giá này. Mẹ anh Hiếu. Không có cảnh sát đâu. Ôi ơi. Không có cảnh sát đâu. Anh bánh lô đất. Chắc anh ơi. Anh Hiếu, anh làm gì đấy anh Hiếu? Xe nó bị kẹt em à, xe bị kẹt gì đi luôn. Anh đừng có can số, anh cứ để cho nó giãn xong đi anh chạy. Lên xe anh Hiếu ơi, anh Hiếu. Anh vẫn đang bị lỗi không cho anh xuống. Quay. Quang ơi, lại ông mày, em không muốn đi bơi đâu anh Quang ơi. Ok đi. Thôi dừng lại đi, xe chạy không lại tụi tôi đâu. Hết nay bảo mà lại ông mày mà. Quang ơi. Rồi anh Quang ơi, chở anh về thăm biển Quang ơi. Đây, vợ anh lại đẻ đúng không? Vợ anh đẻ lần thứ hai Quang ơi. Lại đẻ lần nữa à? Đúng rồi. Vợ anh đẻ lần thứ hai Quang ơi. Hóa thân thành ánh viên một lần nữa là. Lại phải chạy ạ, đi con về. Ê, lại ông này đấy, thề. Ông đôn hậu. Mà em đúng trời mưa nữa chứ. Dừng lại đi mẹ. Dừng lại đi cá mập ơi, dừng lại đi. Ôi, vợ anh ấy chưa hết nổi rồi. Ông nhớ.
Ông ấy làm cái gì? Đừng cao ạ. Mày buồn. Hình như ông ấy bấm thắt dây an toàn, bấm nhầm hay sao anh ạ? Buồn cười. Cảnh sát đỗ nậu này tấu hài tấu chịu được. Đây. Xe của anh cũng cháy rồi, xe của em đâu các anh ơi. Kiểu chết chết rồi sao? Tức quá là sao? Đồn hề đồn đồn nụ cười mới rồi sao ấy. Anh lại đâu rồi? Kìa đứng kia, à? Kia kia. Ừ con đấy. Đéo chết à? Đéo chết à? Đéo chết, đéo chết, nó vòng lại, nó vòng lại. Ừ, hách lão, hách lão. Tắt đèn dòng được không anh? Nếu tắt được. Lại vòng lại kìa, lại vòng lại rồi. Vòng lại rồi, đi rồi. Đi. Đúng mà, bực rồi. Tới không quất rồi, bay thôi, lại phải bay rồi anh ơi, tới rồi kìa. Đâu rồi, đằng sau à? Sau. Sau rồi. Bịt mà. Nhầm mấy anh ơi, mấy anh dừng lại đây. Mấy anh đừng có cười nữa, mấy anh dừng đi cảm ơn ơi. Không được, tôi không dừng được. Xe mất phanh, cảm ơn ơi, không dừng được đâu. Đừng có đâm. Emergency. Xe mất phanh rồi. Xe mất phanh rồi. Không dừng được. Các anh đừng có bay nữa. Sao mình ngã được kìa. Đéo sao ấy. Dèn châu đéo chịu được kìa. Khỏe. Tôi thấy xe khỏe đấy. Khỏe. Tôi như vậy đâu có được đâu. Xe anh không còn lắp capo kìa anh ơi. Đó, tôi cần capo. Anh ơi dừng lại đi. Thôi. Sếp ơi dừng lại đi sếp ơi. Sếp ơi, bọn em không dừng được. Sếp ơi. Anh Hậu ơi. Xe kia chán quá. Ai đây, mẹ thằng nào đây? Mệt thế nhở thế. Kìa, lại thêm ông nữa à? Không thế. Đâu má. Hết rồi. Con mẹ đồ cảnh sát nụ cười mới à? Mệt vãi luôn. Cười đã lìn tề. Toàn gặp ông này ạ, à, thề buồn cười mới lìn. Xem khỏe lắm mấy anh ơi. Quả nghệ sĩ nhân dân Đôn Hậu ạ, à, buồn cười được. Alo. Xem mấy cái bấm G là dùng như nào xem? Nó có phải tùy ấy, em cứ G, em bấm G xong bấm chuột phải vào để em dùng. À vâng, ok. Nếu mà cái điểm nào mà dùng được, thao tác được, nó có hiện màu xanh ấy. À màu xanh ở cái con mắt ấy. Ờ, con mắt ấy, đúng rồi. À vâng, ok. Nó chỉ màu trắng thôi. Ok. Cái cơ mẹ mà cười mệt quá. Mẹ đau bụng quá. Đây, xe khác anh ơi. Ê, đây, xong.
Cảnh sát cái đền con vạn. Lại không nghĩ nữa. Cái lùm mê. Mất nữa à, tao mệt lắm rồi. Tê. Ôi trời ơi. Anh Hậu ơi, em xin anh ấy. Em xin anh đấy anh Hậu, anh đâm xe bao lần rồi. Xuống xe biết à. Động đất đến đít rồi. Ngày nào ra được cái xe cũng như này chết chết. Địch bạn xe chạy chậm quá. Xe bốc khó rồi. Xe bốc khó rồi, dừng đi, không chạy được nữa đâu. Bọn em có chạy đâu, xe mất phanh mà. Ây ha. Lồn rồi. Ây ha. Con thật đi được xe ra rồi. Chạy. Con thật chạy nhanh lên đấy. Em đéo chạy nhanh được. Chạy lên bác ơi. Em bơi rồi. Anh lên đánh ruột ơi. Bác bác ơi. Sao mọi người chạy nhanh thế? Tắt nhau nha, để anh lấy cái xe, đón qua anh. Rồi. Chạy tốn sức khỏe lắm anh ơi, dừng đây. Tắt nhau nha, chuẩn bị anh lấy cái xe nha, đừng qua bên đây. Không xương đi. Anh Yếu. Nhanh lên Yếu. Vì một em đang đi đường này, nó qua đâu. Cười đi. Cười đi, nó mới chạy sang. Cười đi. Dừng đi. Đừng, anh đang giữ tôi lấy, ta giờ bắn. Trời ơi anh. Anh đó. Trời ơi. Anh Quang bị bắn rồi. Dừng đây, đừng có chạy nữa. Chạy. Con này mới rồi đó, con này mới. Anh ra. Đi cơ mà. Cẩn thận chết, bình tĩnh. Chết đi em vào được. Cho đi thay bộ quần áo khác được không? Chậm chỗ đây. Đấy, về ngay sau đồn cảnh sát là an toàn nhất. Quang thầy đón rồi anh ơi, đi. Không cho về gara ấy. Qua đằng này thì thay luôn đi, cho nó nhanh. Thôi về gara thay bộ quần áo đi làm ấy. Chạy thẳng nhá, đừng. Auto refund hay đâu, hay gara 1. Chạy thẳng. Về auto refund đi anh ơi, về auto refund đi. Ôi, chỗ này bay được ấy, cái chỗ thẳng kìa, thấy không? Bay phát xuống dưới luôn. Bay mà bụng cười vãn luôn. Ok. Chờ tôi tí nhá. Ok nhá, cảm ơn bạn nhá. Đây có. Đi cơ về.
chờ tí bạn ơi, lắc. May em chọc đạt đấy nhá, con nghệ sĩ nhân dân đôn hậu vãi cả lìn. Đau bụng được chịu được. Chạy vãi rồi đấy ạ. Nhưng mà cái quay lại kiếm mình ạ. À. Thề anh đi cái ông ý ra, ông ý bảo em chạy đi ạ. Sao? Ông ý bắn súng điện em, ông ý ngáng em, ông kêu đâu anh giờ anh chạy đi. Xong rồi ai cứu? Anh Hiếu à? Hiếu đứng ngay ở bên cạnh. đi. Ôi đi ra một đi, ra một mọi người ơi. Lên xe cái mà đồng ý ngắn tún lại luôn. Ok. Bạn cho tôi lái được.